Chỉ từ 500.000 một buổi, xóa sổ tình trạng đau cột sống cổ, tê bì vai gáy do thoái hóa thoát vị. Với công nghệ sóng trị liệu cùng kỹ thuật nắn chỉnh chuyên sâu của áo, khôi phục vận động, hạn chế cơn đau tái phát. Ứng dụng công nghệ sóng trị liệu cao tần, siêu âm, giao thoa thế hệ mới với cường độ mạnh, tác động sâu vào tận xương, dễ thần kinh và nhân nhảy đế đệm, giúp giảm phù nề, kích thích tái tạo mô cơ tổn thương, tăng cường lưu thông máu vào vùng cổ vai gáy, giải phóng chèn ép, rút ngắn thời gian điều trị gấp 5 lần. Kết hợp kỹ thuật trị liệu bằng tay, di vận động, di động mô mềm, sử dụng lực phù hợp tác động vào vùng cơ căng cứng, giúp làm mềm, kéo giãn cơ, cải thiện chức năng đốt sống cổ, đưa khớp sai lệch về đúng vị trí, tránh cơn đau tái phát. Đội ngũ bác sĩ vật lý trị liệu được đào tạo tại Áo và Nhật xây dựng phác đồ điều trị chuyên biệt cho từng tình trạng bệnh, đẩy lùi cơn đau cổ vai gáy ngay sau buổi đầu trị liệu. Đặt lịch qua hotline nhận ngay ưu đãi